khác, một câu chuyện, một con đường để dẫn đến tình yêu. Và kể từ giờ phút này đây, đôi tình yêu của chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường được xây bằng tình yêu và hạnh phúc. Và để cho tình yêu của cô dâu chú rể thêm phần nồng nàn hơn, xin được mời chú rể Mạnh Tùng và cô dâu Huyền Linh sẽ cùng bước tới thăm bánh cưới để cùng chung tay chia bỏ sẻ bùi, chung tay các chiếc bánh cưới ngọt ngào trong lành trong lại. Xin mời. Mật ngọt. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng bước tới thăm ly pha lê chiều mạnh hạnh phúc để cùng đong đầy cho tình yêu và khơi nguồn cho niềm yêu thương trong cuộc sống. Và trọn đời nghĩa phu thê. Vâng, kính thưa quý vị, để cho đôi yêu đương của chúng ta có được ngày vui ngày trọng đại hôm nay, phải kể tới đó là công ơn sinh thành nuôi dưỡng của các bậc làm cha làm mẹ. Và ngay sau đây, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón sự hiện diện các ông bà đại diện cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ cùng hiện diện lên sân khấu. Và mời quý vị chúng ta dành những tràng pháo tay để chào đón và chúc mừng. Xin mời.